Okay, look at my student now. Hello. Hello, can you hear me clearly? Hello, teacher. Hello. Hello. Hello, teacher. 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 Hello teacher. Hello Trần Duy Phong. Hello teacher. Hello. Hello. Hola. Hello. Hello teacher. Hello. 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 Hello, hello teacher. Hello, hello teacher. Chào to. Hello, chào to teacher. Chào to em bật mic cái. Hello. So I will. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Nào nào cả lớp nào bạn nào ăn rồi nào. Ơi con nghe nè. Nói thôi. Con gửi ra con ơi đang học gì cơ? Love you. Gửi bài trên nhóm đó hả? Tại vì hôm trước mình không có gì lại. Gửi bài trong nhóm. Ấn tay mình. Không học được có mấy từ. Gửi gì? Để lúc nào học được nhiều nhiều gửi bài một thể nhá. Hello teacher. 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 Now so, have you have dinner yet? Các bạn ăn tối chưa? Các bạn ăn tối chưa nhỉ? Have you have dinner yet? Yes, okay. If you say yes, raise your hands to let me know that you have dinner yet. Or you say thumbnails like this. Now, bắt đầu từ ngày hôm nay nhá. Bắt đầu từ ngày hôm nay, lớp chúng mình sẽ điểm danh. Bởi vì là các bạn cũng đã theo lớp của cô Ngọc với sĩ số khá là ổn định rồi. Được không nhỉ? So we have some people here. Now, bây giờ cô có một nhiệm vụ cho các bạn nha. Yes, I will open my class dojo. Hôm nay cô sẽ mở lớp học của chúng mình và điểm danh từng bạn một trong lớp nha. Okay. À, cô đeo gì ở tay vậy? À, thường thường cô dạy học thì cô có bút, yeah, và bảng viết. Okay. So cô phải dùng găng tay để viết ở trên bảng á. Okay. Yeah, nào bây giờ mình sẽ điểm danh nhá. Cô sẽ các bạn nào, các bạn ở trong lớp lần lượt một bạn từng bạn một thôi. Nào để điểm danh xem vào lớp mình có những ai. Đầu tiên nhá, các bạn hãy comment tên cho cô, ví dụ như cô là Trần Bảo Ngọc. Hôm nay mỗi một bạn comment cho cô nào, Trần Bảo Ngọc. Lớp mấy? Đúng không? Nào, ví dụ như cô comment là Trần Bảo Ngọc nhá. Lớp mình hiện tại bây giờ đang có 46 bạn. Đúng không? Vậy thì 46 cái tên nào comment cho cô nào. Là xem là có những bạn nào nào comment cả họ cả tên nhá. Rồi, tốt lắm. Okay, look at this. Lớp mình đúng không? Là pan, level 1, right? Level 1, Pantado. Từ bây giờ trở đi thì tất cả các bạn sẽ được điểm danh và mình sẽ có rất nhiều hoạt động khác ở trên này nha. Độ tuổi của lớp mình là tối đa là lớp 2, okay. Great class.
Nào, bây giờ cô sẽ cho từng bạn một vào đây nào. Rồi, tốt lắm. Comment chung cho cô nào. The first here we have Hoàng Tú Phương, right? Hoàng Tú Phương. Yeah, and Hà Minh Khang. Các bạn comment tên cho cô để cô biết là lớp mình đang có những ai nhá. Mỗi bạn chỉ comment một lần thôi. Lớp 3. Ai viết lên trên bảng đây? Hà An tắt đi nhá. Ok. Tiếp tục nào. Có Nguyễn Thu Hiền. Có bạn nào mà cô chưa đọc tên thì... Mà nếu mà đã comment rồi mà cô chưa đọc tên thì phải nhắc cô luôn đi nhá. Nguyễn Anh Thư. Rồi. Hello cô, con tên là Võ Minh Khang. Rồi, Võ Minh Khang đúng không? Rồi. Rồi, cô đang điểm danh lớp nhá. Có những bạn nào nào? Có gì nhỉ? Hoàng Thùy Anh. Rồi. Có bạn Nguyễn Bảo Uyên. Rồi, có những bạn mới nhá. Có những bạn mới nhớ vào comment tên cho cô nhá. Bạn iPad 2 là bạn nào? iPad 2 là bạn nào? Comment lại tên cho cô nào. Không ghi thế để tên cho cô nhá. Vũ Trà My. Các bạn phải để tên thì cô mới có thể chấm điểm. Chứ nếu mà bạn để iPad 2 cô không biết là bạn nào đâu. Trà My. Huỳnh Võ Ngọc Khuê lớp 2. Chúng mình có Nguyễn Hải Yến. Chúng mình có Hoàng Ngọc Nhi lớp 4 đúng không? Chúng mình có Hoàng Hải Long nữa này. Các bạn mới nhé, các bạn mới vào nha. Nhớ comment tên cho cô nhé để có điểm danh nhé. Cái gì đây? Hoàng Tú Phương nào? Hoàng Tú Phương ghi số 3, cô để số 3 cho Hoàng Tú Phương nhé. Nguyễn Thảo Ngọc. Bà Ngọc Trần thì nó là Missy Ngọc Trần đó. Miss Ngọc Trần đó, Đặng Hữu Trí. Kể cả các bạn ở trên livestream cũng vậy nha. Các bạn trên livestream có thể comment tên cho cô để cô có biết để cô add vào lớp nhé. Rồi các bạn ghi tên đầy đủ nha. Nếu mà bạn nào có ghi cả tên lớp thì càng tốt nè. Ok, Đinh Hoàng Bảo nè. Nguyễn An Phú. Ôi, lớp mình hôm nay đông quá. Nào. Vũ Hà Phương. Đỗ Bảo An. Nguyễn Hồ Khánh Dương. Nguyễn An Nhiên lớp 2D. Rồi, Nguyễn Hồ Bảo An hình như có rồi đúng không?
Nguyễn Hoàng Ngân. Bạn Đặng Bảo Ngọc. Giống tên cô à? Thế là lại có cái tên giống cô Ngọc rồi. Phan Phúc Nguyên. Bạn Hoàng Tú Phương có rồi mà. Bạn Võ Minh Khang có rồi. Các bạn nào mà comment một lần thôi nhé, không cô sẽ bị lẫn đấy. Đinh Tô Giang. Nguyễn Hải Yến. Các bạn nào mà mới vào lớp thì các bạn nhớ comment lớp tên của mình nhá, để điểm danh nhá. Nào cả lớp rõ chưa nhỉ? Những bạn nào mà chưa comment tên của mình thì các bạn comment nhá. Ví dụ như Hiệp là cô chưa thấy đâu rồi ấy. Nào. Nguyễn Trung Kiên lớp 2. Các bạn nhớ comment tên nhá, để cô có biết để cô cho vào lớp nè. Phạm Hiền Thảo lớp 2. Phan Phúc Nguyên vừa nãy có rồi. Nguyễn Thái Thịnh. Phạm Minh Phương lớp 2. Cái gì con lớp 3 đây? Ai lớp 3? Vũ Trà My và Vũ Hà Phương á, hai bạn à? Đăng Khôi. Đăng Khôi. Ô, sao cô thấy comment nhiều thế? Tại sao lại comment nhiều thế? Ô, có 60 bạn thôi mà. Sao mà lại có tận 95 cái comment này? Rồi, thế thì thế nào đây? Quỳnh Ngân lớp 2. Phạm Danh Hoàng Hiệp. Rồi, Đinh Tô Giang. Đinh Tô Giang vừa cô có quy chưa nhỉ? Có rồi nha. Những bạn nào nhớ này, để ý cho cô này. Những bạn nào comment rồi không comment lại nhá. Bạn Khánh Vân. Đúng rồi, bạn iPad 2 là bạn Khánh Vân đúng không? Rồi, cô cảm ơn nha. Bùi Thị Minh Trúc. Nguyễn Bảo Nguyên và Nguyễn Thảo Ngọc. Rồi, từng bạn một nào. Tiếp tục nha. Nguyễn Bảo Uyên nè. Rồi. Nguyễn Hoàng Ngân nè. Hoàng Ngân thì như vừa nãy có rồi hả? Không comment lại nhá. Vũ Lưu Kim Ngọc lớp 2. Đấy, các bạn mà comment lại là cô không biết đâu. Khánh Vân rồi. Nguyễn Ngọc Anh. Đinh Tô Giang có rồi mà. Con là Nguyễn Ngọc Bảo An, cô đã ghim tên con chưa? Thế đây kiểm tra nhá. Ôi, cô ghim tên rồi nhá. Có Trần Duy Phong, nhưng mà Trần Duy Phong lại viết liền, không dấu à. Nguyễn Thảo My, ôi sao? Rồi các bạn, hôm nay có 60 bạn. Hôm nay có 60 bạn đúng không? Để cô xem. Nguyễn Hoàng Ngân có rồi, Đỗ Bảo An có chưa? Phạm Khánh Hà Minh Tu là bạn nào đây? Cái tên kỳ lạ vậy.
Vũ Tú Anh lớp 2. Cô ơi, cô có gửi video con thỏ không ạ? Video con thỏ á? Tại vì là cái clip đấy hơi đáng sợ cho nên là cô tạm thời chưa cho các bạn xem được. Rồi, Phi Kim Ngân lớp 3. Ô, sao lớp mình tự nhiên lại đông đột biến thế này? Sao lại đông thế này? Sao càng lúc càng đông thế này hả các con? Thì cô điểm danh bao giờ cho hết đây? Con có rồi mà cô Lê Ngọc Khánh Vân. Rồi các bạn nhớ nhá, những bạn nào mà quen các bạn khác mà cũng đang tham gia với Pantado ấy, thì các bạn nhắc các bạn đấy là mình đã có thay đổi ID đúng không? Và mình vào lớp của cô Ngọc theo một cái mã lớp khác. Đúng nhỉ? Không là có những bạn là bị lỡ lớp đấy. Yeah, nhìn lớp mình này. Trời ơi, hơn 60 quả trứng rồi. Bạn Bảo Ngân. Bây giờ mình học một mình rồi cũng chán rồi đúng không? Mình sẽ học theo nhóm, được không? Đồng ý không? Đinh Tô Giang có rồi. Nguyễn Lương Hà An. Rồi. Con nhắn tên vào lớp rồi ạ. Ừ, Phạm Hiền Thảo ấy hả? Cô xem đã nhá. Phạm Hiền Thảo. Ôi, mới. Nguyễn Hoàng Ngân lớp 2. Nguyễn Hoàng Ngân có chưa nhỉ? Đấy, không biết là con có chưa hay có rồi ấy này. Con xin phép được nói lại tên ạ. Con Nguyễn Hồ Ánh Dương. Tên tiếng Anh là Lisa. Ok, Nguyễn Hồ Ánh Dương. Cô ghi ở đây là Lisa nha. Oopsie. Yeah, Lisa here. Lớp có bao nhiêu bóng trứng rồi? Nguyễn Ngọc Anh. Rồi, đang điểm danh một chút. Kiều Anh có rồi. Cô hôm nay lớp cô Thư có học không ạ? À, có. Hiền ơi. Phạm Phú Tiến Minh lớp 2. Có rồi hả? Con được cô ghi rồi ạ. Ừ. Phạm Minh Phương lớp 2 đã được ghi chưa? Ôi con ơi, các bạn nào mà thấy mà cô chưa ghi được phải nhắc cô luôn nhá. Tại vì là có rất nhiều tên trùm. Ok, Phạm Minh Phương lớp 2. Các bạn nhá, các bạn chỉ comment một lần thôi. Nguyễn Trung Kiên. Nguyễn Hà An. Không là sẽ bị thành trùng đấy, là cô không lọc được đâu. Nguyễn Hoàng Ngân có chưa nhỉ? Có rồi mà, đừng comment nhá. Đặng Bảo Ngọc 5 tuổi nè. Những bạn nào mới vào lớp nhá, các bạn nhớ comment tên cho cô để cô điểm danh nhá. Bạn Sunny tên là Quỳnh Ngân lớp 2, 4. Ủa? Ok. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo An lớp 2, 4 đúng không? Có rồi này. Bạn Uyên và bạn Ngọc à? Con có thể comment cho cô đủ họ và tên được không, Uyên và Ngọc? Các bạn mà lớp 3C và 2E. Bùi Gia Long à? Bạn Uyên và bạn Ngọc lớp 3C và 2E nhớ comment cho cô đầy đủ tên nhá. Con chưa chắc vì nhỡ đâu cô lại thêm thì sao ạ? Cô thêm Hiền vào chưa nhỉ Hiền? Nguyễn Lương Hà An cô cho rồi. Đặng Hữu Chí chưa có. Tên lạ. Ôi các bạn nhá, các bạn mới đến vào lớp này, các bạn comment tên cho cô để cô điểm danh nhá. Ừ, xong rồi nếu mà mình chơi trò chơi hay là mình có tham gia lớp thì mình sẽ tích điểm ở trên này nhá các con. Thăng Khôi có rồi à? Phạm Khánh Hà 3A3. Bạn Hà này là... À, bạn Hà Min Tutu Fans Pantado đúng không? Bạn này đã học ở Pantado rồi nhỉ? Vừa nãy cô ghi tên rồi nhá con nhá. Nhưng mà không thay đổi được tên rồi. Phạm Phú Tiến Minh lớp 2. Phạm Phú Tiến Minh hình như cho rồi đúng không?
không đổi được tên đâu, Hà Minh Tú đúng không? Hà Phạm Khánh Hà nhá, đấy Phạm Khánh Hà nhá, mà để cái tên là Hà Minh Tú Tú Phan Patado đấy, vừa nãy có copy nguyên vào. Con thấy cô ghi bạn Hoàng Tú Phương rồi ạ. Cũng cảm ơn nhá. Bạn còn bạn Nguyễn Hoàng Dũng có cho chưa cả lớp nhỉ? À, Nguyễn Hoàng Dũng mới. Nào các bạn comment cho cô tên nhá. Bạn Vivo 1019 là bạn nào đây? Vivo 1019, chẳng lẽ ghi Vivo 1019 vào đây bây giờ đây. Trần Bình Minh lớp 4 nào. Ôi lớp 4 cũng còn lớp cô Ngọc à? Thôi được rồi. Phạm Nguyên Bảo Ngân lớp 2. Ôi lớp mình đông thế. Và bạn Hải Yến nữa. Bạn Hải Yến rồi, cô cảm ơn nha. Cô sẽ cho bạn Hải Yến vào đây nha. Hải Yến. Bạn Trần Duy Phong lớp 2A nè. Ở trong lớp nếu mà bạn nào mà muốn tham gia lớp của Pantado nhá, các bạn cho các bạn đấy, các bạn cùng lớp mình ý, cái mã lớp của cô này. Thế là cứ 246 là các bạn học cùng nhau luôn đúng không? Con Phạm Khánh Hà 3A3, vừa nãy cô ghi là Hà Min Tu Tu rồi. Tại vì con comment thế là cô lại phải có vào rồi, chứ lúc đấy cô có biết tên đâu. Trần Bình Minh lớp 4. Bình Minh lớp 4 thì như có rồi. Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh lớp 3. Ôi, lớp mình đông nhá. Các bạn mới đến nhá, các bạn mới vào lớp nhớ comment tên cho cô nhá, để cô còn biết là bạn Trần Duy Phong đây, bạn ghi cái gì đây, bạn Trần Duy Phong. Trần Duy Phong nhớ comment cho cô tên nhá. Baby nhá. Con, rồi cô ghi là Hà Min Tu Tu rồi. Không đổi được. Khi nào đổi cô cho cái mã link đổi tên nhá. Rồi, khổ lắm. Lê Ngọc Khánh Vân lớp 3 level 1. Nào, yêu thương. Trần Duy Phong. Con comment rồi ạ. À. Hiệp Phạm, ok. Tiến Minh. Tiến Minh có chưa? Bạn nào mới nhớ vào comment tên cho cô nhá. Lớp mình nhiều trứng quá rồi. Một mình cô Ngọc ấp lần này quả trứng rồi đấy. Vũ Trà My có chưa nhỉ? Vũ Trà My có chưa nhỉ? Có rồi mà cô. Ừ. Trần Duy Phong. Ui, Trần Duy Phong comment nhiều thế. Vũ Tú Anh lớp 2 và lớp 2A1 trường Lê Quý Đôn. Ủa thì cô ghi lớp 2 nhá. Rồi, Hoàng Tú Phương có rồi, Nguyễn Ngọc Anh. Cô cho con chưa? Ủa dồi ôi, thế bây giờ hỏi cô đấy biết thế nào được. Nguyễn Ngọc Anh. Để cô kiểm tra nhá. À chưa. Dương Đức Minh, hello. Nào Dương Đức Minh, comment tên cho cô nào. Các bạn mới đến nhớ comment tên cho cô nhá. Con comment rồi cô, bạn Phạm Khánh Hà nói thôi được rồi, cho vào không lại khóc. Không lại khóc nha. Có khóc không? Không khóc. Hà An lớp 1C. Rồi. Đấy các bạn hình như là bắt đầu cũng đã quen cái ID mới của cô, cho nên là con cô cho cô và bạn Hải Long comment lại tên cho cô nào. Bạn Hải Long comment tên đầy đủ cho cô nhá. Thảo My lớp 3. Thảo My lớp 3 có rồi ạ. Hello teacher, Phương Nhi cô đã có con vào trong này chưa? Phương Nhi đã comment cô Ngọc ơi rồi, cô thêm Hàm Phạm Khánh Hà rồi. Rồi. Hello teacher. Nào, Phương Nhi đúng không? Phương Nhi nhá, để cô kiểm tra xem có Phương Nhi chưa nhá. Rồi, các bạn nào mới vào thì nhớ comment cho cô nha. Rồi, bạn Phạm Khánh Hà cô ghi tên rồi nhá. Phạm Khánh Hà lớp 3A3 nhá. Yêu các bạn nhiều bạn quá hà cô. Ừ. Hôm nay các bạn bắt đầu là các bạn đã quen cái link mới ấy.
Đó, các bạn đã bắt đầu quen với cái ID mới các bạn vào. Còn nếu mà ở trên lớp mà có bạn nào mà muốn học lớp với cô Ngọc thì các bạn ở trong lớp mình cho các bạn ấy vào học cùng nhá. Vivo 1019 chỉ ghi mỗi 3 C thôi, cô không biết tên gì. Nguyễn Hải Long này, máy này có 2 bạn. Và bạn Nguyễn Hải Long có rồi này, Nguyễn Thảo Ngọc. Hình như là Nguyễn Hải Long và Nguyễn Thảo Ngọc là còn nữa, Nguyễn Hải Long và Nguyễn Thảo Ngọc là hai cái bạn hôm trước ở cô gọi xong thì có mẹ ngồi cùng đấy phải không? Cô ơi lúc nãy con nhắn hơi nhiều, cô đừng nhầm lẫn nha. Ừ, cô ghi Phạm Khánh Ngân lớp 3 nhầm mấy lần rồi đấy, con là Nguyễn Trung Kiên. Nguyễn Hoàng Dũng cô ơi, ôi dồi ôi, Nguyễn Hoàng Dũng cô ơi cực. Nào, có rồi bé nhá. Phạm Khánh Hà, à Phạm Khánh Hà lớp 3A3 có rồi, có bạn nào nhắc bạn ấy không, không bạn ấy khóc kìa. Bạn Bảo Uyên cô nhắn rồi mà. Là thế nào? Không biết. Hà An có chưa cô? Có rồi nhá, bạn Nguyễn Lương Hà An có rồi nhá. Cô ơi, sao con thấy có hai tên Nguyễn Ngọc Bảo An? Là tại vì các bạn comment hai lần đó. Hu hu. Thanh Phương lớp 3. Bây giờ tớ lại phải đọc 258 cái comment. Bây giờ tớ sợ quá các bạn nhá. Cô ơi sao con thấy tên Nguyễn Ngọc Bảo An? Thì tại vì các bạn thì con comment hai lần đó, cô có và cô tưởng là hai bạn khác nhau. Đó sợ kiểu gì ạ? Cô ơi con chưa thấy tên con Ngọc Khuê lớp 2 á? Như có rồi ý. Cô chứng hôm nay cô Ngọc ấp nhiều quá các con ạ. Phạm Hiền Thảo lớp 2 á. Nguyễn Ngọc Diệp rồi. Bạn Phạm Hiền Thảo comment cho cô nhá. Phạm Hiền Thảo comment cho cô tên đầy đủ và tên lớp nhá. Chứ để hình con thỏ này là cô không biết là bạn nào đâu. Em ok thấy đáng sợ. Ồ phim con thỏ đáng sợ. Có 5 bán tặng. Ui bây giờ biết trong lớp mình đang bao nhiêu rồi không? Bây giờ lớp mình đang làm, nếu mà on stream bây giờ lớp mình đang có 70 bạn trừ cô và Vương rồi. Từ lúc tớ học cũng học lớp 1C đấy Hà An. Úi lại có bạn cùng à. Bạn Giang 2A2V. Trời để mỗi cái tên V biết tên họ tên là ai không? Thôi được rồi, tớ ghi V vào đây nhá. Có gì là tại bạn Vi, bạn ấy comment là mỗi Vi thôi nhá. Không phải tại cô đâu nhá. Con chưa được nói tên. Hương Quỳnh lớp 2. Thì cô có thấy comment đâu. Con comment tên nào. Hương Quỳnh lớp 2. Rồi các bạn để vào đây này. Xong thì sẽ có rất nhiều Vi. Con chưa thấy tên con. Ngọc Khuê lớp 2. Huỳnh Võ Ngọc Khuê rồi. Đúng rồi. Ái chà. Soi cả tên rồi đấy. Được tốt lắm. Có phải thế này là rất là chủ động sáng tạo không? Rồi. Cô gửi video thỏ lên Zalo đi. Con không sợ đâu. Cổ sợ lắm. Sao cô không ghi tên con Nguyễn Thu Hiền? Bạn Nguyễn Thu Hiền là bạn nào? 100F rồi các bạn ơi. Lớp mình có 70 người thôi sao 100F vậy? Tại sao? Sợ lắm. Đâu rồi? Con chưa được ghi. Ngọc Khuê cô ghi rồi nhá. Dương Ánh. Ừ thì các bạn, nếu cô đã bảo rồi các bạn, mỗi bạn chỉ comment một tên thôi nhá. Một lần thôi. Mà các bạn comment nhiều lần nè. Cho nên là cô chỉ cóp vào xong thì cóp sang mà chứ cô không thể mà nhớ được là bạn nào với bạn nào đâu. Không thể nhớ được là cái tên này đã có chưa đâu, bởi vì có rất nhiều bạn là có tên giống nhau mà, đúng không? Bạn Trần Minh Minh lớp 4. Có rồi. Phạm Minh Phương có rồi.
con được ghi rồi mà con chưa thấy tên con. Có rồi đấy. Cô tắt chat đi, năn nỉ cô đó. Đâu bạn nào? Bạn Huỳnh Võ Ngọc Khuê, các bạn nhắn trên chat box một lần thôi. Ngọc Khuê được ghi rồi nhá. Bạn Nguyễn Hồng. Nguyễn Trần, Trần Nguyên Khang lớp 2A5. Đỗ Minh An. Trần Bình Minh được ghi rồi. Trần Bình Minh lớp 4. Con phải ghi cả tên ra cô cóp vào mà. Có rồi này. Nguyễn Bảo Uyên, Nguyễn Thảo Ngọc. Ngọc Khuê, cô nhắc lại là đã ghi rồi nhá. Vũ Phương Nhi nào, Vũ Phương Nhi như ghi rồi. Ghi rồi, à chưa ghi. Ghi. Ngọc Khuê, cô nhắc lại lần thứ tư là đã được ghi rồi nhá. Nguyễn Minh Khôi. À, ừ còn Khôi đó nhỉ, Huyền nhỉ. Nguyễn Thu Huyền có chưa? Có rồi. Con là Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Ngọc Diệp có rồi. Hoàng Hải Long lớp 3 có rồi. Nguyễn Lê Đinh Đạt. Ui, sao có nhiều bạn tên mới thế này. Bạn Hoàng Minh Châu. Ô thế này hôm nay cô Ngọc ấp nhiều trứng quá các con ạ. Em con không vào được. Cô ơi con học lớp 3 rồi. Con Trần Duy Phong lớp 2A ghi rồi cô. 71 bạn Hà An. Tiến Minh à? Tiến Minh có ghi hẳn tên ra không đây không, hay là không điểm danh đây? Minh có điểm danh không? Vũ Phương Nhi có chưa nhỉ các bạn nhỉ? Nguyễn Thị Thúy An, tên mới. Nhìn. Huỳnh Võ Ngọc Khuê có rồi này. Nguyễn Hồng có chưa? Thanh Long, Thanh Phong lớp 3. Tí nữa con xóa bớt Hồ Ánh Dương nhá. Bình An lớp 2. Hà Bình An ý có rồi mà. Trần Nguyên Khang. Nguyễn Ngọc Diệp. Nguyễn Hồng. Con là Mạnh. Mạnh An nữa. Cô thấy nhiều bạn mới cho nên là mình vẫn phải đăng điểm danh mà. Nguyễn Thị Thúy An, nhiều bạn lắm. Nguyễn Thanh Phong. Nguyễn Thanh Phong. Nguyễn Thị Thúy An. Rồi. Cô ơi, trứng để làm gì? Chút nữa các bạn sẽ được nhìn thấy trứng để làm gì nhá. Tính điểm chính xác. Cô yêu con không? Cả lớp yêu cô không? Comment cho cô biết nào. Ok, coi như là đã xong rồi nhá. Coi như là đã xong rồi nhá. Save. Rồi. Các bạn nhìn đi. Các bạn nhìn cái lớp của mình đi. Toàn trứng thôi. Đây là cô Ngọc gà mẹ đúng không? Cô Ngọc gà mẹ và đàn trứng con. Chưa bạn nào được nở.
Nào, bây giờ cô sẽ thử mở lớp lên xem nào. Rồi bây giờ the first, if you're ready, raise your hand by your icon. Nếu mà bạn nào đã ready rồi, đó, bạn nào đã ok rồi, bạn ready rồi, bạn giơ tay lên cho cô nào. Yes, yes, ok, great. Nào bây giờ các bạn đã hỏi là trứng để làm gì đúng không? Trứng để làm gì đúng không? Nào giơ tay nào, cô Ngọc giơ tay, cô đang điểm danh nè. Đâu các cánh tay đâu rồi, tốt lắm, cô nhìn thấy hết rồi này. Rồi, tốt lắm các con. Có các con có thể bấm cái icon cũng được hoặc giơ tay cũng được để cô biết nhá. Ok, cả lớp. Yes, I see. Oh, your hands now. I see. Nào bạn VA, bạn VTA, bạn Trung Kiên đúng không? Trung Kiên ngồi dậy nào. Bạn V. Ok, anh Khoa rồi, tốt rồi. Ok, great. Rồi, cảm ơn con. Nào. Bây giờ các bạn muốn hỏi trứng để làm gì đúng không? Bây giờ các bạn muốn biết xem trứng để làm gì không? Ok, bây giờ cô cho các bạn biết nha. Rồi, ở trong lớp mình nha, mỗi một bạn sẽ từ với một quả trứng, một trả một quả trứng. Ok, mỗi bạn sẽ từ với một quả trứng và khi mà quả trứng nở thì các bạn sẽ có một cái avatar hình, một con monster rất là xinh. Ví dụ nhá, ví dụ cô đang xem bà của bạn Bình chẳng hạn. Đây, đầu tiên trong lớp học nếu mà bạn nào tích cực, cô sẽ cho thêm các điểm dựa trên các tiêu chí như này đúng không? Ví dụ như bạn nào chăm này, hay là bạn nào có tinh thần tham gia lớp tốt này, hay là bạn nào trả lời bài đúng này. Đó, rồi là những cái bạn nào mà giúp đỡ các bạn khác trả lời câu hỏi này. Đó cũng đều sẽ được tích điểm nhá. Cô thì chưa cho cái phần trừ điểm thôi, tại vì là cô biết là lớp mình rất là ngoan, cho nên là lớp mình sẽ không cần phải dùng đến cái phần trừ điểm đúng không nào. Nào, bây giờ nhá, ví dụ quả trứng đây đúng không? Thì cái này thì cô sẽ mở trứng cho các bạn sau, tuy nhiên cô sẽ thử mở cho các bạn một chút nhá. Ok. Thử mở trứng của bạn. Sao xem nào. Ok, look at this. Ví dụ như cô đang có bạn Bình An đúng không? Bạn Bình An lớp 2. Cô sẽ thử mở trứng của bạn Bình An nhá. Xem là bạn Bình An sẽ có chiếc avatar như nào nhá. Ok, yes, so sau khi nở trứng thì bạn Bình An có một hình monster rất là xinh, màu xanh dương. Thì các cái hình avatar này sẽ được random và các bạn có thể lựa chọn hình khác cũng được, đúng không? Các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn hình khác tùy theo sở thích của các bạn nhé. Còn bạn nào mà muốn tham gia lớp đúng không? Các bạn nào muốn tham gia lớp thì con yêu cô mãi không thể quên được. Thank you anh Khoa. Nào, những bạn nào nhá mà có bạn ở cùng lớp này hay là các bạn hàng xóm mà muốn học cùng ấy, thì các bạn có thể cho mã lớp của cô nha, và hôm sau tham gia học thì comment cho cô biết rằng là bạn nào là học sinh mới để cô còn biết cô cho vào trong lớp nhá. Ok. Yeah, bạn Bình An nhá. Mỗi một bạn thì sẽ được nở một quả trứng và ra một chú cún, một chú monster rất là xinh như này đúng không? Nào các bạn, thì cô sẽ mở trứng của các bạn sau nhá. Cô đừng mở, cô mở trứng của con. Cái gì đây? Cô mở cho con đi. Hôm nay con ăn cơm ngon lắm. Nào, bây giờ nhá, thì cái này là tại vì nó cũng khá là mất thời gian đúng không? Cô chỉ mới lấy tên của các bạn đây thôi. Còn việc nở trứng ra các monster hình như nào thì hôm sau các bạn sẽ được bật mí và được xem nhá. Cô sẽ dành thời gian để mở trứng cho từng bạn một. Hoặc là cô sẽ gửi link lên trên nhóm, nhưng mà cái này mất thời gian nữa, cô sẽ tự mở cho các con được chưa? Rồi. Nào bây giờ... đàn con thơ của cô đâu rồi? Nào, hôm trước mình học một số câu, một số từ về gì nhỉ? Về gì cả lớp? What topic we study about? Hôm trước mình học gì nhỉ? Hôm trước mình học gì nhỉ? Do you remember this? Ok, động vật chính xác. Từ động vật trong tiếng Anh. Động vật trong tiếng Anh nào?
Ok, nào ok, bạn Nguyễn Thị Hiền đúng không? Nguyễn Thị Hiền vừa comment, mình thử add điểm cho bạn Hiền nhá. Rồi, bạn Hiền đâu nhỉ? Hôm nay là bạn Hiền này, có bạn Hiền này. Ok, bạn Hiền nhá. Bạn Hiền giúp nữa cô sẽ ghi điểm nào. Có bạn Hiền bảo là bạn Hiền bảo là động vật. Thì các bạn đã biết là từ động vật trong tiếng Anh là gì không ta? Animals rồi. My god, nhiều quá. Rồi cảm ơn các con. Animal chính xác nào. Thế thì các con vật thì nói như nào ta? Các con vật thì mình nói như nào nhỉ? Animal. Các con vật, yes, chính xác. Joka Star là bạn nào đây? Nhưng mà bạn trả lời khá là chính xác và chỉ có comment đầu tiên luôn. Animals, okay, great. So today we will keep going on the lesson animals. So look at this, I will show the... Nào đợi cô một chút để cô có thể là cô mở bài giảng cho các bạn nhá. Cô bảo teacher quân nhận cháu với. Nào, mình mở bài giảng nào. Hôm trước là học động từ đúng không? Thích lắm. Yeah. Okay, can you see the screen now? Các con đã nhìn được thấy màn hình chưa? Nào chúng mình bắt đầu bài học ngày hôm nay nhá. Yeah, can you see the screen? Rồi, okay, now if you can see the screen, comment yes for me to let me know that yes, okay. Và để bắt đầu bài học ngày hôm nay thì cô tạm thời sẽ tắt chat đi nhé để cho các bạn dễ học hơn nhé. Nhất là các bạn mà đang phải học bằng điện thoại nha. Okay. Okay, look at the screen now. Do you remember this? In the previous class, we have word cow, okay? Cow. And a sheep, right? We have the word cow. Cow. Yes. One more time, cow. Hôm trước mình học bạn bò sữa đúng không? Cow, and the second? Sheep, bạn cừu đúng không? Bạn cừu mà bạn có cái bộ lông rất là nhiều ở trên người nhá. Bạn sheep, dành cho những bạn nào mà quên mất từ này thì bạn có thể đọc lại và luyện theo cô nào. Sheep, ok, là nhớ để ý âm đuôi nhá. Sheep, now, the next. Mình học với bạn này, cái bạn mà rất là đặc biệt, đó là bạn có cái mai ở trên này. Bạn có cái mai ở trên. Bạn có cái mai đây, bạn rùa đúng không? Bạn turtle. Okay, one more time we say turtle. Nếu bạn nào chưa biết đọc thì có thể đọc theo cô nhá. Okay, 3, 2, 1, turtle. Có thấy đặc biệt không nhỉ? Nào, bạn cow thì có hai màu rất nổi trội, đó là màu đen và màu trắng đúng không? Bạn cow thì vì bạn ấy có sữa đúng không? Đấy, bạn sữa của bạn cow này. Còn khi mà bạn với bạn sheep thì mình có những cái phần bông, phần lông ở trên người bạn này. Đấy, để còn may mặc đúng không? Đây. Bạn cow có sữa này, bạn sheep thì có những cái lông rất là mượt này, đó, bông bồng bềnh luôn, như đám mây luôn. Còn bạn turtle thì có một điểm rất là đặc biệt, đó là bạn ấy có cái mai, right? Bạn turtle có cái mai. Rồi, tiếp tục nào. Bạn gì nữa nhỉ? Yeah, bạn có bạn horse. Ok, từ này hơi khó đọc nhá. One more time, horse.
horse. Bạn horse đúng không? Bạn horse thì bạn ấy bạn thường thường lầm về bạn bạn nên là nhỉ? Mình sẽ dùng sức kéo của bạn đúng không? Rồi, sức kéo bởi vì bạn chạy rất nhanh, rất khỏe. Còn bạn frog thì sao? Còn bạn frog thì sao? Ô, vẫn chắc được à? Bạn frogs, không phải bạn fox nào. F-R-O-G. Frog. Frog. Ok, frog. Frog. Yeah, let me see. Frog. Nào các bạn luyện tập theo nào. Frog. Ok, great. Now the next, bạn gì ta? Bạn này. Goat. Bạn goat. Bạn dê. Bạn goat. Okay, one more time we say goat. Okay. Now the last. Goat. Okay. Horse. 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 Frog. 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 Okay. Và bạn cuối cùng là bạn? Goat. Bạn goat. Đó thì mình đã được học 6 bạn rồi. Ok. Và hôm trước là mình có tham gia một trò chơi xinh xinh nhỏ nhắn đáng yêu với sự tham gia của 5-6 bạn đúng không? Rồi và các bạn đã các bạn đấy xung phong lên trên lớp để có thể là chơi một thử thách lớn về fly, jump and swim, right? Fly, jump and swim, right? Và rất là tốt, các bạn ấy đã được tích điểm nha. Chúc cho tôi tích điểm. Now, so we move the task to today. This card. Great. Okay. What is this? Is the frog. So, bây giờ cô sẽ random gọi một bạn nhá. Gọi 2-3 bạn nhá. Nào. Được không? Tắt chat. Cô tắt chat rồi mà. Cô nhớ là cô tắt chat rồi đấy. Đấy vẫn comment được nha, mặc dù cũng đã tắt chat rồi nhưng mà vẫn comment được nhá. Ok, nào bây giờ thử mở chat ra lên để các bạn comment nào. Who can join me? Nào bây giờ mở quả trứng ra nhá. Mở quả trứng ra nào. Mở hiệp hội các quả trứng ra nào. Và stop share tại đây. Ok, bây giờ cô sẽ nhìn nha, bạn có bạn Trần Duy Phong đúng không? Bạn Trần Duy Phong, where is Trần Duy Phong? Ô, trôi bài rồi. Nào, bây giờ cô sẽ xem nào, bạn Ngọc Khuê nào. Admin nào. Ok, Ngọc Khuê, can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay, nào, ngoài Khuê ra còn bạn nào muốn tham gia nữa không nào? Để cô gọi một lượt nào. Who? Hello, teacher. Nào, bạn, bây giờ cô sẽ xem một loạt nào các bạn nào. Ôi dồi, An Phú, hôm trước có điểm rồi. Ôi, An Phú là chồng. Hôm trước có điểm rồi, thế hôm nay mới muốn tham gia tiếp hả con? Hôm nay vẫn muốn tham gia tiếp à? Đây mở mic coi nào. Yes. Ôi dồi, hôm nay vẫn muốn tham gia tiếp á? Rồi, hôm nay cho tham gia tiếp nha. Admin. Tiếp tục bạn nào nào? Bạn Trần Nguyên Khang đúng không? Bạn Admin here. Trần Nguyên Khang nào? Mở mic cho cô nào. Mở mic nhé. Nào, ok, great. Còn bạn nào? Hello, teacher. Oh, good, baby. Nào, tiếp tục nào. Bạn Tô Giang Khánh Vi. Hello, teacher.
Con đường bạn cần khá nhiều bạn đây. Nào bạn Tô Giang và bạn Khánh Vy đúng không? Okay, hello, can you hear me clear? Yes. Dạ, con sẽ yes. Con tên gì? Con tên gì? Hello, con tên gì? Tô Giang hay Khánh Vy? What's your tên name? Là Đinh Tô Giang, Đinh Khánh Vy ạ. À, cả tên của con là Tô Giang Khánh Vy hả? Không, con cả họ là Đinh Tô Giang ạ. À, Tô Giang ạ. À. Ok, Tô Giang, đợi cô một chút nha. Cô sẽ gọi thêm các bạn nhá. Nào, bạn Đỗ Bảo An. Úi dồi ôi. Tiếp tục nào. Các bạn giơ tay nào. Cô cần 8 bạn. Rồi, đang ở trên lớp rồi mà vẫn còn giơ tay. Đang ở trên rồi, bạn Đỗ Bảo An đúng không? Bảo An, có thể nghe cô nói không? Can you hear me? Ok, đợi cô mute một chút nha. Rồi, bạn nào nữa giơ tay nào? Giơ tay, các con chỉ cần giơ tay ở trên màn hình thôi. Cô sẽ lướt một loạt nhìn thấy. Bạn Thúy An đúng không? Thúy An rồi. Ok, Thúy An, can you hear me? Check the mic, please. Can you hear me? Ok, good. Nào, mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Thiếu 2 bạn nữa. Who can? Giơ tay ở trên màn hình nha, để cô lướt một loạt nào. Giơ tay trên màn hình nào. Úi dồi ôi, Hà Bình Minh thì là vừa ăn kẹo mà lại vừa giơ tay thế này. Thì bây giờ thế nào đây? Hà Minh có ăn kẹo không? Hà Minh có ăn kẹo không hả? Thế thì cho lên nhá. Bây giờ hãy ngồi nghiêm túc chưa để cho lên nào. Con ngồi nghiêm túc chưa? Rồi, con ngồi nghiêm túc rồi. Nào. Đâu, Hà Bình Minh cho cô xem cái cam nào. Quay camera lên nào. Đâu rồi, xinh gái đâu rồi. Úi dồi ôi, ngậm kẹo thôi, không cho học đâu nhá. Bạn gì đây? Rồi, tạm thời để cái kẹo xuống đưa cho mẹ nào. Bạn nào đây? Bạn Nguyễn Huy Hoàng. Ok, check the mic. Hoàng mở mic cho cô nào. Nguyễn Huy Hoàng gấp sợ. Có phải bạn Nguyễn Huy Hoàng không? Hình như là anh bạn ấy tên Nguyễn Huy Hoàng chứ không phải bạn ấy đâu. Con mở mic cho cô nào. Hoa. Nào, cái bạn số 13 mà ghi là Nguyễn Huy Hoàng lớp 6A1 đấy, con mở mic cho cô nào. Con mở mic. Ok, can you hear me? Ô, sao lại tắt mic đi? Ok. Yes. Rồi, ok, con tên gì? What's your name? My name is An. Yeah, your name is An, right? Now, my name is An. Okay, An. Okay. We need to... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One student. Now, một bạn nữa. Bạn Hà Bình An này. Hà Bình An có nghiêm túc không con? Không, có không? Yes or no? Yes or no? Rồi. Con hôm nay có muốn làm bài tập không? Có. Rồi, ngồi nghiêm túc nào, quay cái cam lên mặt nào. Nhìn các bạn đều xinh gái đáng yêu này. Mà lại không ấy rồi. Rồi, quay cái cam gì đây? Từ hôm sau nhá, từ buổi hôm sau các bạn sẽ để cái hình nền giống của cô nhá. Cả lớp nhá. Thích không? Màu hồng nè. Các bạn sẽ để hình nền lớp của cô nhá. Trong khi học cùng lớp thì cô biết là đây là lớp cô Ngọc. Nhá. Chỉ khi nào mà học với cô thôi. Nghe chưa? Rồi, bây giờ 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vẫn thiếu không? Thiếu không? 8. Ok, we have 8 students here now. Oh, are you ready for the challenge today? Hôm nay đã sẵn sàng với thử thách ngày hôm nay chưa? Úi dồi ôi, gồng hết mình. Rồi cả lớp nha, cả lớp rồi, các lớp. Sẽ có hai lượt chơi. Bây giờ lượt đầu tiên là sẽ có bạn. The first we have Ngọc Khuê, An Phú, Trần Nguyên Khang, Đinh Tô Giang, Đỗ Bảo An, Thúy An, Bình An. Ui, và bạn cuối cùng cũng tên An đúng không? Đó là một sự trùng hợp. Ok, đó là một sự trùng hợp. Rồi bây giờ mình tạm thời tắt
tắt chat một chút nha. Rồi, đó là một sự trùng hợp thôi. Cô cũng không để ý đâu đến khi mà okay. Ok, look at this picture, baby. Look at this picture. Bây giờ cô sẽ mở mic cho xem nào. Bây giờ cô sẽ phải đây. Giờ một chút. ESL game. Who's talking? Thôi cái này hơi khó với các bạn. Hơi khó một chút. Nào, chơi trò chơi nào. Ô sao cô xem màn hình không có được nhỉ các bé nhỉ? Nào bây giờ đôi đầu tiên. Bây giờ cô sẽ mở mic cho Ngọc Khuê. Rồi được. Hello teacher. Okay Ngọc Khuê, who do you want to talk with? Okay, we have Nguyễn An. Yeah. Who do you want to talk with? Trần Nguyên Khang này, Đinh Tô Giang này, Đỗ Bảo An này, Thúy An, Hà Bình An và bạn cuối cũng tên An luôn. Thế bây giờ con muốn hôm nay ghép cặp với bạn nào? What do you want? Who do you want? Dạ con muốn bạn cô đọc lại cho con được không ạ? Con nhìn trên màn hình nhá, con nhìn trên màn hình nhá. Hiện tại bây giờ trên màn hình máy tính đang có bạn Nguyễn An Phú này, bạn Trần Nguyên Khang đẹp trai. An Phú cũng đẹp trai. An Phú là đẹp trai. Nguyễn Khang cũng đẹp trai. Mà bạn An áo đỏ cũng đẹp trai. Đấy, ngoài các bạn đẹp trai ra thì có bốn bạn nữ rất xinh gái. Đó là bạn Giang này, bạn Đỗ Bảo An, bạn Thúy An và bạn Bình An nữa. Em chọn một bạn nam hay bạn nữ nào? Dạ con chọn bạn nữ. Ok, bạn nữ nào, bạn nữ xinh gái nào mà con cảm thấy ấn tượng nào? Ở trên đây này, Nguyễn Hoàng Ngân gì đây này? Có bạn Hoàng Ngân không ạ cô? Bạn Hoàng Ngân đó, bạn Hoàng Ngân thì hiện nay con chưa áp ở đây. Bạn Giang đi cô. Bạn Đinh Tô Giang đúng không? Rồi bạn Đinh Tô Giang. Ok. Đinh Tô Giang có cái bờm xinh lắm. Ok, hello Đinh Tô Giang. Hello teacher. Ok, today you and Ngọc Khuê is a pair. Hôm nay con và Ngọc Khuê sẽ là một cặp được chưa? Và các con sẽ trả lời hai picture. Yeah, two pictures. Okay. Now, let me see the screen. Let me see the screen now. Okay, can you see the screen, baby? Con nhìn được trên màn hình không? Có. Dạ con nhìn được ạ. Rồi bây giờ nha, hai bạn nào sẽ luyện tập nói theo cặp và trả lời một bạn nói, hỏi một bạn trả lời nhá. Thế bạn nào là bạn questionnaire và bạn nào là bạn answer? Bạn nào là bạn hỏi, bạn nào là trả lời? Thống nhất nào? Con hỏi ạ. Thế Tô Giang hỏi và Ngọc Khuê trả lời đúng không? Không ạ, con trả lời bạn Ngọc Khuê bạn hỏi ạ. Ok, thế thì Ngọc Khuê nào, look at this. Mình sẽ có một đoạn hội thoại nhỏ, đúng không? Một đoạn hội thoại nhỏ bao gồm what is this? Đây là con gì, đúng không? Đây là cái gì? Đây là con gì? Thì bạn trả lời sẽ trả lời tên của động vật được cô chọn ngẫu nhiên trong này. Đó. Còn tiếp theo là bạn sẽ hỏi là what is doing? Nó thì đang làm gì? Thì các con phải trả lời cái hành động của con vật đang có ở trên hình đây. Ok, are you ready? Yes. Ok, good. So, ok, I want you. Now, random nha. I want you and you ask and answer about the picture too. Ok, quickly, the first. What is this? What is this? This what is a sheep.
what it doing? What it doing? Cô ơi, sao bạn đó không trả lời vậy cô? Để cô stop share nào. Có thể là bạn ấy bị tắt mic. À, bị tắt mic. Nào mà mic nào. Hàng gì con thấy bạn đó không nói. Ok, Tô Giang. Hello teacher. Ok, what's it doing? Bạn Ngọc Huê vừa hỏi là what's it doing? Có thấy bạn Ship đang làm gì không? Con không thấy hình. Nào, thế bây giờ mình xem bạn Ship. Con cũng không thấy hình. Ok, what's it doing? Sleeping. Yeah, nào con trả lời đầy đủ nào. Yeah. Is sleeping. It's sleeping. Nó thì đang ngủ. Ok, nào one more time. Hai bạn một lần nữa luyện tập cho cô để làm mẫu cho các bạn còn lại nào. Bà Ngọc Khuê hỏi trước và Tô Giang answer nào. Câu nào cô? Ok, nào chỉ nhìn hình thôi nha. Bây giờ cô sẽ tắt share đi để cho các bạn luyện tập nói với nhau nào. 3, 2, 1, go. Ngọc Khuê ask first. What it is? Oh, what is a ship? Yes. What it doing? What is a sleeping? Now, is sleeping. Is sleeping. Tốt rồi, ok. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Các bạn hiểu luật chơi chưa? Dạ con hiểu rồi ạ. Okay, các bạn cả lớp nào, các bạn hiểu luật chơi. Nếu bạn nào hiểu luật chơi thì các bạn giơ tay thumbnail cho cô nào. Okay. Con hiểu rồi ạ. Rồi, ok, tốt. Bây giờ nha, tiếp tục nha. Ngọc Khuê và Đinh Tô Giang, hai bạn đã làm việc nhóm rất là tốt. Hôm nay các bạn sẽ được tích điểm ở trên trục trứng vàng của cô, được chưa? Nhưng mà cái này là tại vì mất nhiều thời gian cho nên là sau giờ học cô sẽ tích điểm cho các bạn nhá. Rồi, vâng. Ok, thank you. Thế là các bạn đã có một cái sự phối hợp rất là ăn ý rồi. Bây giờ tiếp tục nhá. Tiếp tục nào. Rồi, nếu mà bạn Ninh Tô Giang và bạn Ngọc Khuê muốn kết bạn với nhau thì chúng mình sẽ kết bạn ở trên Class Dojo và chúng mình sẽ nói chuyện với nhau ở trên đó nhá, được không? Thế là đã có một bạn mới rồi. Ok. Nào, bây giờ tiếp tục nào. Tiếp tục đến đôi nào nữa ta. Bây giờ cô sẽ tạm thời nhá. Nào, bây giờ tiếp tục đến Nguyễn An Phú nào. Bây giờ mình sẽ có bốn bạn cùng nói nào. Hello teacher. Hello teacher. So today, who do you want to talk with? Nguyễn An Phú. Con có nhìn thấy toàn màn hình có những ai không? Dạ có. Nào bây giờ con chọn bạn đẹp trai hay bạn xinh gái nào? Con chọn bạn đẹp trai, bạn xinh gái nào? Bây giờ mẹ đang lựa, mẹ đang lựa. Bạn đẹp trai á? Ê, bây giờ chúng mình đang có bạn An đẹp trai và bạn Khang đẹp trai. Thì con muốn bạn nào đẹp trai nào? Hay là ba anh em trên một chiếc xe tăng luôn? Khang. Thế là chọn cả hai nhá. Ok không? Ok luôn. Nào. Ok. Ok ok. Nào ba anh em. Ba anh em đâu rồi? Ba anh em siêu nhân đâu rồi? Rồi. Ok nào, nhóm của Nguyễn An Phú, Trần Nguyên Khang và Nguyễn Huy Hoàng đúng không? Cần chọn thêm một bạn nữ nữa. Nào, cả ba anh em thống nhất là cô bé nào sẽ trong nhóm của mình để có thể là mình thực hiện bài nói này cho các bạn. Bởi vì phải nói tốt, phát âm chuẩn như kiểu bạn Ngọc Khuê vừa rồi ấy. Đấy, bạn Ngọc Khuê và bạn ấy mặc dù phát âm hơi chậm thôi, bạn cũng phát âm khá là chuẩn rồi. Đó, Đinh Tô Giang thì hơi gió một tí. Đấy, nhưng mà mới làm nào phải chuẩn đây nào. Bạn Nguyễn An Phú nào, Trần Nguyên Khang và Nguyễn Huy Hoàng, anh em làm nào đi chứ. Team còn thiếu một người kìa.
Nhóm mà thiếu một người thì nhanh lên, nó không hết giờ bây giờ. Quý An. Quý An được không cô? Quý An. Hả? Con chọn ai? Quý An. Bình An đúng không? Bình An hả? Bình An. Bình An à? Rồi, thế thì bạn Đỗ Bảo An và bạn Thúy An sẽ là một cặp nhá. Thì bạn Đỗ Bảo An và bạn Thúy An sẽ là một cặp. Để chút nữa luyện tập nói nha hai con nhá. Ok không? Share lại màn hình á. Rồi, nào bây giờ thống nhất nhá, bạn Nguyễn An Phú, Trần Nguyên Khang, Nguyễn Huy Hoàng và Hà Bình An. Thấy em đẹp trai không? Nào. Hà Bình An đâu? Can you turn on the mic please? Bây giờ cả bốn đều phải cố gắng để nhóm mình có điểm xuất sắc nhất nhá. Chân đây. Ok, và bạn Đỗ Bảo An lớp 3D cùng với bạn Thúy An chút nữa sẽ có câu hỏi tiếp theo nhá. Rồi, share screen. Ok, can you see the screen? Các con nhìn thấy màn hình chưa? Yes. Ok. Yes. Cần hai bạn bảo, yes. Hai bạn trả lời. So the first question, who will ask? Thống nhất nào, anh em thống nhất. Bạn nào hỏi câu đầu tiên, bạn nào hỏi câu thứ hai, thống nhất đã thì mình. Con rồi. Trần Nguyên Khang sẽ là người hỏi đầu tiên đúng không? Anh trả lời. Rồi Nguyễn An Phú sẽ trả lời câu hỏi của Trần Nguyên Khang. Thế tiếp tục người hỏi tiếp theo là ai? An à? An hỏi à? An nào? An nữ hay An nam? Hà Bình An hỏi câu tiếp theo nhá, Hà Bình An nhá. Ừ, thế còn bạn An trả lời câu hỏi nhá. An áo đỏ ấy. Áo đỏ phải tên là An không? Không. Rồi, thế là mình gọi là An nữ và họ là An nam nhá. An nữ hỏi, An nam trả lời. Ok, An nữ hỏi, An nam trả lời. Ok. Nào. Rồi, ok, nào bắt đầu nào. Cô chuẩn bị share screen và cô sẽ chọn bất kỳ một hình nào nhá. Mà các bạn sẽ luyện tập nói nào. Ok, are you ready? Are you ready? Yes. Ok, are you ready? I just hear Phú say ready. So, are you ready? Yes. Yes. I'm ready. Are you ready? Yes. Cả lớp đâu có một bạn nào. Yes. Okay, tốt. Good. So now next. Yes. I want to answer this question. This picture. I want to ask an answer about picture 4. Khang first. Nào, Khang trả lời nói hỏi trước để Phú trả lời nào. What is this? It's a cow. It's a cow. Okay, thế còn Hà Bình An hỏi nào. What's it doing? Jumping. What's it doing? Con cow đang làm gì đây? It is jumping. No, it's not jumping. Look at this.
this picture. What's it doing? It's eating. Yeah, it's eating. It's eating. Yeah, it's eating. Great. Thank you. Now, so check the pronunciation. Now, check the pronunciation that we have. Các bạn đều phát âm khá là tốt đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ để ý âm gió cho cô nhá. Ok, now such as we have. What is this? Ok, one more time. What is this? And you will answer the question here by the animal you see, right? Mm-hmm. Such as is a cow. Is a cow. And another question, what's it doing? Vừa nãy bạn An phát âm rất là tốt, bạn An nữ ấy. What's it doing? And An An said that is... What is doing? Yeah, thế bạn, xong thì bạn trả lời nào nhỉ? Is eating. Yes. Yes, you know. Và biết này và nhìn này, trong cái câu này nhá, trong cấu trúc này nào. Để cô dạy một chút nào. Dành cho những bạn chưa biết thì cấu trúc này thì mình đã học đi học lại rồi. What is this? Đây là cái gì? Đây là con gì đúng không? Thì trả lời is a frog hay là is a duck or it's a horse, it's a sheep, right? Is a dog here? It's okay. Và tiếp theo là mình hỏi là what's it doing? Câu này mới. What's it doing? Nó thì đang làm gì đúng không? Thì mình có các động từ ở đây. Bao gồm jumping. Hôm trước jumping, nhảy lên đúng không? Nhảy kiểu ếch ộp ạ. Jumping. Ok, the second we have sleeping. Sleeping. Đang ngủ. And we have running. Đang chạy. Có eating. Eating. Swimming. Okay. Swimming. Đang bơi. Và cuối cùng hôm trước vừa học flying. Flying. Đang... flying. Okay. Flying. Yes, good. Tiếp tục nào, đến đôi cuối cùng nào, đến đôi bạn cuối cùng nào. Thank you nhé. Không chủ động có đi mẹ nắng còn nha. Đây lúc tao phải đánh cái tay chân này như thế nên tao không biết được bài. Ok, nào bạn tiếp tục, bạn Thúy An và bạn Đỗ Bảo An nào. Ask to unmute. Ok, Thúy An and Đỗ Bảo An, can you hear me clearly? Yes. Yes or no? Yes or no? Yeah. Ok, yes. So, I hope that you are the best couple today. Cô hy vọng rằng là sau những cái bài vừa rồi các bạn làm thử làm mẫu thì các bạn sẽ là đôi bạn nói chuẩn và tốt nhất ngày hôm nay, ok? Yeah, I want to see the screen. I want to see the screen now. And you, who will ask or who will answer? Bạn nào hỏi, bạn nào trả lời nhỉ? Thống nhất nào? Đỗ Bảo An will trả lời and Thúy An will ask, right? Thúy An sẽ hỏi nha con nha. Yeah. Okay, great. Now move to the lesson. I want you to ask and answer about picture five. Okay, let's start it. What is this? It's a dog. What is doing? It's swimming. Oh my God. Hold on. How about the first picture? One, two,
đổi vai nào bạn Thúy An trả lời và bạn An hỏi nào. À, bạn Đỗ. What is who? Con chưa mẹ nói. Ơi, hình như là mạng hơi yếu. What is who? Chị là đó. What is who? Thúy An trả lời nào. Vừa rồi con nhìn trong bức tranh 1 là con nhìn. Gì? Is frog. Yeah. It's a frog. Một con ếch đúng không? It's a frog. And Đỗ Bảo An hỏi tiếp nào. What's it doing? What's it doing? It's jumping. Ok, great. Hôm nay hai bạn này phát âm khá là tốt nha. Cô rất là bất ngờ nha. Ok, now so đây là chỉ là bài tập nhỏ thôi. Còn bài tập lớn của chúng mình sẽ có ở ngoài trước nào. Hôm nay mình đã có bạn Ngọc Khuê, An Phú, Nguyễn Trần, Trần Nguyên Khang này, Đinh Tô Giang này, Đỗ Bảo An, Thúy An, Hà Bình An và cả bạn An Áo Đỏ nữa. Bạn An Áo Đỏ vừa nãy cô ghi tên là gì trong trục chứng ấy nhỉ An nhỉ? Con là cô. Ừ, vừa nãy con comment tên con là gì? Bạn An. À, Bảo An lớp mấy? Bạn An cô. Ừ, vừa nãy con để tên con comment ở trong phần chat là Bảo An thôi đúng không? Không cô, con ghi là Bạn An. Có nghĩa là vừa nãy cô ghi ở trong phần điểm danh ấy là cô ghi là gì, con nhìn thấy không? Con vừa nãy con ghi là gì? Thôi được rồi, để chút nữa cô tìm Bảo An nhá. Không biết. Ừ, chút nữa cô tìm lại Bảo An hoặc là cô thêm Bảo An vào lớp nhá. Okay, maybe it's the end of the class now. Maybe it's the end of the class now. Okay, can you hear me? Can you hear me? Cô đã mở lại phần chat rồi đó. Cô lại mở lại phần chat rồi. Các con nghe được cô nói không? Ok, và mình quay trở lại với cái trục chứng của cô thì chút nữa cô sẽ mở phần chứng ra và cô sẽ tích điểm cho các bạn nhé. Ok, chút nữa thì cô sẽ mở trục chứng của các bạn ra và cô sẽ tích điểm cho các bạn nhé. Hôm nay các bạn làm bài rất là tốt và cô sẽ giao bài tập về nhà nữa ở trên quiz gì được chưa? Đây mới là bài tập chính, bài tập ở trên quiz gì, bạn nào tham gia sẽ được tích điểm và cô sẽ đánh giá trên số lượng câu đúng của các bạn nhé. Ok, cô tích con nữa. Ờ đúng rồi, hôm nay Thu Hiền nữa nhỉ, hôm nay Thu Hiền comment tốt rồi, Thu Hiền. Và các bạn vừa rồi lúc mà đầu buổi có comment cô trả lời thì cô cũng sẽ tích điểm cho các bạn nha. Rồi, một là mình sẽ phải nhắc nhở nhau này đây. Thứ nhất là cô sẽ để cái hình nền của cô ở trong nhóm Zalo, được chưa nhỉ? Cô sẽ để hình nền của cô ở trong nhóm Zalo và các bạn tải về và để hình nền nhé. Được không? Các bạn tải về để hình nền khi học với cô Ngọc nhé. Được không nhỉ? Là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là cô sẽ ra bài tập trên Quizy. Lần này thì mình đã có thể làm bài tập được rồi. Bài mình đã học khá là đầy đủ rồi. Mình đã học được rồi đúng không? Mình sẽ làm bài tập được. Và cô sẽ ra bài tập trên Quizy thì theo cái đường link bài học hôm trước thôi đúng không? Thì mình vào mình làm nhá. Để cô giao trên Zalo vào lúc 8 giờ sáng ngày mai cô sẽ ra bài tập và để link bài giảng ngày hôm nay ở đây.
ở trong nhóm Zalo nhá, các bạn bảo bố mẹ kiểm tra nhá. Rồi, ok, great. Và bây giờ thì mình sẽ không thể quên được việc đánh răng, rửa mặt và đi ngủ. Ok, you need to brush your teeth, wash your face and go to sleep. Bye bye. Bây giờ con sẽ mở cả lớp xem nhá. Hello, teacher. Trên đó nhá, đúng không? Cô ơi, cô ơi, Hương Quỳnh sao? Hương Quỳnh muốn nói gì nào? Con mới lần con mở trong quy định mà sao làm cô? Cái quy định con làm xong con định làm lại con mở con mà sao? Quiz là một cái đường link dẫn đến bài tập của chúng mình á, thì sau mỗi bài thì thường thường cô sẽ soạn một tập bài tập và cô sẽ đăng ở trên đó giống như dạng trò chơi ý. Và con làm sai thì mình cũng không phải lo, không cần phải làm lại đâu, thì cô sẽ xem là câu đấy con sai chỗ nào để, bởi vì hôm nào cô cũng sẽ chữa bài mà, đúng không? Hôm nào cũng sẽ chữa bài mà. Ok. Yeah. So we need to talk to you. Không có trong nhóm Zalo sao? Con không có ở trong nhóm Zalo. Thường thường là phụ huynh phải trong nhóm Zalo thì thường thường phụ huynh phải có trong nhóm Zalo thì mình mới có thể vào được nhóm này chứ, đúng không? Không nói được. Ngồi mà cắt kia cái gì? Ok nhớ nhá, thì các bạn sẽ lên trên Facebook này giỏi tiếng Anh cùng con của Pantado này, hoặc là các bạn vào nhóm Zalo của hội phụ huynh tiểu học 1, 2, 3 và 4 nha. Mình đang có 4 nhóm Zalo lận cơ, thì phụ huynh nào trong nhóm nào thì mình sẽ vào trong nhóm đó để xem bài tập, theo dõi các bài tập đăng của các cô vào đó nha. Ok, bây giờ mình phải đi ngủ nha. Ngủ đi, không là không xinh đâu. Bye bye. Goodbye.